Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đánh bài tiếp nào. Rồi, nói chung bữa giờ mình chơi bản Asian Du nhiều rồi, thì bữa nay mình trở lại với bản Joy World ha. Nói chung là mình cầm bộ bài tương đối ít lá. Vậy mình cầm ở đây hình như là có 44 lá, đối phương thì cầm 40 lá. Đối phương thì cầm, để coi nào, 43 lá, mình nhớ không lầm là vậy. Không, xin lỗi các bạn, cầm để là 541 lá các bạn, xin lỗi các bạn. Tại nãy giờ đang lo suy nghĩ cái khác. Rồi, ok, tạm thời như vậy ổn rồi. Bữa nay mình chơi bộ quan để tránh các bạn nói mình toàn chơi bộ hầm không. Rồi, đây, ok. Chờ mình đánh thấy thấy công luôn. Để tránh các bạn nói là mình chơi toàn chơi thủ. Cái này thì không, cái này thì không nha. Anh trai bình tĩnh anh trai. Cái này thì không được. Rồi, vô. Vô là không phải mình chỉ biết chơi mỗi bộ âm đâu, mình cũng chơi nhiều bộ khác lắm. Rồi, ok, ông anh ghê. Rồi, ok. Không dễ ăn gì đâu ông anh ạ. À. Phá thế ngay. Lâu sinh các bạn. Rồi, ok, bộ quan thì nó ra nó hỗ trợ lẫn nhau luôn. Con này chết mình gọi thêm một con Arcana này lên nữa. À, là con này à. Chơi luôn đi. Tại mặc dù có đây chả có con nào là chiến binh cả, nhưng mà thôi chỉnh chơi các bạn. Mình bấm trực tiếp vô máu của ảnh luôn. Rồi, đây, phát thứ nhất. Có gì đâu mà phải tức dữ vậy anh trai, chuyện thường á mà. Not too shit, but she ain't gonna beat me with those lame attacks. Chơi thua cả thôi mà nghiến răng nghiến lợi thế ấn. Rồi vô tiếp nào, như là mình vừa đánh thế công cái này nó hay hơn đánh thế thủ đúng không ạ? Nhiều bạn thì thích coi mình đánh thế công đó, các bạn nói là đánh đô công nó hay hơn là các bạn cho mình chơi cái thủ hoài. Rồi, ok, Shinzo ngon đấy, nhưng mà vấn đề ở đây là con Shinzo hệ âm đụng qua con này hệ quang. Rồi, ok, nói chung là cũng ghê đấy, nhưng phải không đâu, tại vì cơ bản là cũng đang làm khó được mình. Nhưng mà về cơ bản thì đụng cái chiến thuật này thì mình đánh thế công hoàn toàn luôn, mình không ngại ảnh. Mình sẽ mất có 100 máu thì mình chả tiếc đâu các bạn, tại 100 máu thì nó cũng không phải quá nhiều, mà trong trường hợp này thì ảnh lỗ rồi. Mình gọi một con Arcana này ra nữa là thế là xong. Ảnh suy yếu còn mình thì mạnh lên. Rồi, ok. Hãy ngập trong ánh sáng của thiên thần đi. Jinjo thì cũng ghê đấy. Tại mình cũng đoán là ảnh chơi hệ âm nhiều rồi, nhưng mà ảnh lại không có chơi mấy con mà nó bút chơi hệ âm á các bạn không? Thành ra là mình cứ mình chơi cái này thôi. Cái thanh niên mà hay chơi bút chơi hệ âm là thanh niên Maric. Còn Zoe thì ảnh chơi khá là đa dạng các bạn. Mà có lắm lúc là thanh niên Zoe này là chơi bài của Mai luôn á các bạn. Bà đó mình không rõ là trong cốt truyện thì Mai với Zoe là có tình cảm gì với nhau hay không, nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng phải có. Tại vì phim thì nó có phim với chuyện rồi, đôi khi mình thấy là nó cũng nói sao ta, nó có thể nó để ngỏ cái vấn đề đó. Thậm chí là mình thấy là Mai còn không biết còn có cảm tình với cả Yugi nữa cơ, nhưng mà Yugi là của anh Ju rồi, chúng ta không bàn. Thì là các bạn nha, mình hơi thèm dầu tí, mình mới xuất miếng dầu mà. Nếu mà nghe các bạn nghe tiếng chà 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 đó là tại vì mình đang xuất dầu ấy nha. Rồi, ok, chà, úp cả ba lá này xuống thì bây giờ mình thấy nó hơi sai sạch xíu, cho nên là thôi úp con này đi. Trong trường hợp này thì mình úp mình không ngửa các bạn nhé, tại vì con này nó tương đối yếu, mình quăng nó ra sớm thì mình hơi lỗ. Rồi, ok, mình nhiều ảnh 4 lá. Ai chà, hơi nguy hiểm đấy. Mình không úp nhiều để đề phòng ảnh quăng huyết hoa của con bạo ra, cái là mình mệt. Thì ra là đợi để ra lá này á hả anh trai. Rồi, ok, quả này lỗ phù thủy rồi, không sao. Tại mình không nghĩ là con này nó ra dạng special summon, mình không dở cái trap mình ra được. Sao con nó chết nhiều thì hồi mình gọi con này ra dễ thôi. Rồi, xong.
giờ hồi sinh người lên thì chả được gì, nó ra khỏi hồi sinh. Con này cũng thuộc tính âm, nó mình cắt ra rồi mình không sợ. I activate my spell card. Gì đây? Trời ơi, cái mình sợ cuối cùng nó cũng tới. Rồi, trước khi đó mình chơi phá có cái gì đâu mà ngại. Hơi lỗ xíu thôi. Chứ là ảnh cũng mất một lá mình không sao. Lưu ý cái này là do bản game mình nó đứng lại nha, chứ không phải là lag game hay cái gì đó các bạn. Bản này do là cái bản mod nó làm á, mỗi khi mà nó nói thì nó sẽ ngưng cái hình lại, mà khi mà cái hình nó chạy thì cái tiếng nó sẽ ngưng đủ hơn. Nói chung là cái bản này nó hơi lỗi đấy, nhưng mà nhìn chung là đồ họa khá là đẹp. Chỉ có một cái là cái hình nó đôi khi nó không có nó chạy liên tục rồi mình thấy cũng hơi khó chịu. Rồi ok anh ơi, bản mod này sau một thời gian mình nhắn mình chơi mà không có chơi nữa tại vậy á. Nói chung là không phải là mình chơi nó dở, bản mod này thực sự rất hay, nhưng đồ họa xét bộ bài cũng khá là hay. Chỉ dở mỗi một cái là nó là nó như là làm cái này mảng này mà toàn cái mảng mà âm thanh với hình ảnh nó ngon hơn, nó kết hợp như là đẹp hơn thì ok rồi. Rồi cũng được, tại lá này cũng hệ quang, nó được úp, nó được búp nè. Bây giờ mình rớt xuống hai con nè, hồi sinh lên thì giờ có vẻ như không ngon bằng gọi con này ra các bạn. Đây mà không biết anh có chơi Mario Kart với mình hay không đây. Con này là độc cô của bại nha các bạn. Rồi chưa cần dùng cái lá kia đâu. Đây chơi. Oh ghê ghê ghê. Rồi 1600. Rồi không sao cả, bình thường. Con này rút về còn có 1400, là nó được bút vào mình đây. Cái điểm gốc con này cũng có 1400 các bạn, chả được nhiều đâu. Rồi ok vô tiếp. Gì đây? Thôi trời ơi, anh nghĩ anh chơi con độc cô cầu bại của mình dễ vậy sao? Rồi ok, bỏ con này xuống đi, tại giờ cũng chả có mấy con để hồi sinh. Giờ chỉ có lật qua thủ thôi chứ làm gì được nữa giờ. Tôi biết là này, con này nó giống cái con thiên hậu mệnh nha. Đối phương mà tấn công chúng ta thì con này nó sẽ giảm 300 điểm công của đối phương. Rồi ok, bắn một phát thì vui, con này là xung mạnh mà. Các bạn nó đứng cái hình lại xíu. Cái bản này làm ở cái mảng này chưa hay, các bạn chơi bản gốc nó không bị cái này ha. Cái này là do cái đặc điểm của cái mod thôi. Mà nhìn chung cái nền này cũng khá là đẹp chứ đùa đâu. Nhưng mà cái gì của bản mod này mình thấy cũng được trơn, có mỗi cái kết hợp với hai cái không với nhau là nó không ổn thôi, còn cái gì cũng ổn trơn. Chắc là lúc mà làm ra cái mod này thì cái bạn mà làm, một là do là làm không kỹ, hai là nói như sao ta, là một là làm không kỹ, hai là làm vội quá cho nên đó là, hoặc là lúc đó là do chưa có kinh nghiệm làm mod cho nên là nó chưa có chuẩn rồi. Hay dạ, hay là đây. Rồi lá này từ từ bỏ xuống, và mình sợ mình đem phòng ảnh chơi mình cho nên là phải anh bỏ lá này, bắt ảnh dở bài lên. Mấy con này nó bắn bay qua đầu nhưng nguy hiểm á. Rồi đây giật ba lá của ảnh chơi. Ủa con gì vậy, con đó lạ quá mình chưa thấy bao giờ. Con gì vậy ta? Oh, wow à, Shinzo Lost. Con này nó mod lại là con Shinzo gốc thôi, con này còn kinh điểm nó cao hơn chứ thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà con này không dùng phủi trùng đen gọi ra được thì nó cũng hơi dở. Rồi đây tạm thời ảnh chưa làm gì được mình đâu. Lá này cũng không phải tráp rồi ra mình không lo. Rồi thì rất hay xài Shinzo cho nên là mình chơi mình cứ hay dùng cái chiêu này. Rồi con này cũng chả làm gì được mình, ảnh chưa bắn được. Ảnh ngửa rồi lên là ảnh dở rồi, tại nãy giờ mình bắn ảnh không mất máu chứ ảnh làm gì ảnh mất máu nè. Chà mình lại chưa có đủ con hệ quang nữa. Đây mình có mấy con hệ quang ở đây là một con mà dày thì cũng không cần thiết lắm cho nên là chơi dễ từ từ tính. Rồi đây mép tôi đó làm ngược chết mình rồi. Rồi xong quả này hơi bị đau đấy, ba ngã hồi sinh được con này lên mà đặt võ ma mình. Rồi xong, đang tính vụ ảnh bắn mình, một ảnh đang coi lá này đây, ảnh khỏi bắn. Giờ vô úp xuống thủ thôi. Mình không có đem theo cái lá bạc, ép ảnh phải để thi công á nha. Mình mà ép ảnh để thi công nữa là chết ảnh đấy.
úp thì mình chơi con nào ngửa mình chơi con đó trước. Đúng rồi, là cái này mình không có đem cái lá xiên giáp theo, mình đem cái lá xiên giáp theo là anh cũng mệt á. cái này mệt, cái này mệt rồi nha. Anh mà tung trúng là mình mệt à. Rồi ok. Ghê. Rồi ghê. À có tráp. Ngoài ra mấy cái hình này là đối phương ai nó sẽ cái hình nó không mở miệng được các bạn, cái bản mod này nó dở như thế này nữa. Đối phương phải mở miệng thì chúng ta coi nhiều khi nó thấy nó mới đã. Còn ví dụ như cái này nó như cái hình nó hơi có gì nó giả tạo tí. Rồi đây. Bây giờ là hai con này rồi, con kia có gì để dành hồi sinh lại cũng được. Sao sợ chưa? Cái này phù hủy thời gian này. Hết chiêu nha anh trai. Có gì đâu la, trời ơi mà mới xíu ông la lại rồi nè. Rồi ok. Rồi đây. Vô. Rồi thôi mấy lá này cũng được. Cái gì đây? Cho đổi hả? À, cũng được, đổi đi, lấy đâu lấy được lá ngon. Rồi là mấy cái mấy lá mình thiếu rồi sao? À, rồi thôi con này cũng được, con này hàng mã để chân, cái lá này thì đủ rồi, nói chung mấy con này đủ hết rồi. Rồi ok, muốn đấu nữa thì cũng được thôi, nhưng mà là qua bản khác nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình là Lâm Bích Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.